Những mối tình của nam em, Bạch Công Khanh liệu có là trạm dừng chân cuối cùng của cô nàng sau bao tổn thương? Vốn là một người đẹp được yêu mến vì nhan sắc và giọng hát của mình, nam em đã đốn tim biết bao nhiêu khán giả và người hâm mộ. Mặc dù thành công trên con đường sự nghiệp là vậy, nhưng đến nay, nam em vẫn chưa tìm được cho mình một bến đỗ tình yêu cho riêng mình ở tuổi 26. Hôm nay, hãy cùng Thấu Radio điểm danh những mối tình của nam em nhé. Đầu tiên là bạn trai đại gia. Đây là lần đầu tiên công chúng biết nam em có bạn trai đại gia là do cô tự tiết lộ vào buổi họp báo Debut với vai trò ca sĩ hồi giữa tháng 3 năm 2018. Tại đây, cô cho hay bản thân vừa trải qua cú sốc lớn khi chia tay bạn trai đại gia được một thời gian. Mô hình nhà hàng ẩm thực miền Tây mở ra vào tháng 8 năm 2017 cũng phá sản vì kinh doanh thua lỗ. Ngoài ra, cô còn không may mắc phải bệnh lý tâm thần mang tên hội chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Chính vì thế, cô chọn âm nhạc để xoa dịu tất cả nỗi đau. Sau mối tình ấy là Trường Giang, cũng trong buổi họp báo ra mắt MV cùng anh đi xa, MV đầu tiên trong sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp của nam em. Người đẹp bất ngờ bật mí từng có 30 ngày yêu đương với Trường Giang giữa thời điểm 10 khó đang trục trặc tình cảm với Nhã Phương. Người đẹp dính lùm xùm người thứ ba và mối tình này cũng đi qua một cách chóng vánh. Bạn diễn nam người Hàn, sau một tình thất bại với Trường Giang, nam em từng tuyên bố rằng bây giờ tôi không dám yêu, không cho người đàn ông nào có cơ hội tìm hiểu hay tiếp xúc. Hiện tại, tôi chỉ đi chơi với bạn bè là phụ nữ. Nhưng sau đó không lâu, cô dính nghi án hẹn hò với bạn diễn nam người Hàn trong bộ phim ngắn Gọi Tên Nỗi Đau và MV Đau Vì Yêu. Nói về tin đồn phim giả tình thật, nam em xác nhận đã hẹn hò nam diễn viên Woo Suk Jung được 4 tháng. Tuy bất đồng ngôn ngữ nhưng cả hai vẫn thường xuyên trò chuyện để tìm hiểu thêm về nhau. Nhưng cô cảm thấy sợ nếu bạn trai mới biết về ồn ào tình cảm của cô trong quá khứ. DJ Quốc Bảo, cả hai sánh đôi thân thiết bên nhau trong một sự kiện hồi giữa tháng 9 năm 2019. Tiếp đó, trên trang Instagram cá nhân của nam em cũng cho đăng tải bức ảnh DJ Quốc Bảo dựa vào vai cô thân mật dù rất nhanh đã xóa bỏ. Lãnh Thanh, cuối năm 2020, nam em Lãnh Thanh công khai hẹn hò. Trước nghi vấn cả hai quen nhau để PR cho tên tuổi, nam em Lãnh Thanh đều lên tiếng cho rằng họ đến với nhau thật lòng, xuất phát từ trái tim. Nhưng bất ngờ thay, kể từ khi công khai hẹn hò chỉ được vỏn vẹn một tháng, cặp đôi đã rộ lên tin đồn chia tay. Trong thời điểm tháng 1 năm 2021, nam em liên tục ẩn ý tiết lộ mối quan hệ của cả hai đã có vấn đề. Cuối cùng vào tháng 2 năm 2021, Lãnh Thanh xác nhận cặp đôi đã hết duyên nợ. Lý do nam diễn viên đưa ra là vì cả hai quá khác biệt và có hướng đi không giống nhau. Nam em tiết lộ cả hai đã hủy liên lạc sau khi đường ai nấy đi. Hiện tại, nam em được dân tình chú ý hơn trong chuyện tình cảm với MC VTV Bạch Công Khanh. Cả hai thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ thân mật khi đi họp báo, đóng phim và hát cùng nhau. Cặp đôi tỏ ra rất ăn ý trong những show nhạc với những tương tác vô cùng đáng yêu. Có lẽ trải qua không ít lần đổ vỡ, tổn thương trong tình yêu thì giờ đây Bạch Công Khanh là người phù hợp nhất bên cạnh nam em để chở che cho cô nàng những dòng bão sau này. Bạn thấy xa về những cuộc tình của nam em, Bạch Công Khanh liệu có phải là bến bờ tình yêu chưa? Bạn hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn cho Thấu Radio và mọi người cùng biết nhé.